Thông tin từ FC Hồ Văn Cường đã dọn ra riêng và đang ổn, khẳng định không dùng mạng xã hội, yêu cầu Long Nhật không dựng chuyện về Hồ Văn Cường. Dù quản lý Phi Nhung đã trao lại toàn bộ tiền đi hát cho Hồ Văn Cường, khép lại ồn ào các C nhưng dân tình vẫn không thôi rôm giả và dành nhiều sự chú ý cho giọng ca trẻ. Theo đó, nhiều người thắc mắc về chỗ ở mới và tình hình hiện tại của gia đình Hồ Văn Cường sau khi quyết định dọn ra khỏi nhà Phi Nhung. Cho đến mới đây, trưởng nhóm người hâm mộ Hồ Văn Cường rất thân thiết với giọng ca 10X đã thông báo nam ca sĩ và gia đình đã dọn ra riêng, tình hình ổn định. Cụ thể, người này cho hay Hồ Văn Cường và gia đình đã ra ở riêng và cả nhà ổn. Hồ Văn Cường hiện tại chưa có bất kỳ mạng xã hội nào. Tất cả tài khoản Facebook, TikTok, YouTube hiện nay mang tên Hồ Văn Cường đều là giả mạo. Được biết, người này cũng là người từng xuất hiện trong loạt tin nhắn với Nhâm Hoàng Khang trước đây. Đứng trước những cáo buộc hồ Văn Cường liên hệ CEO Đại Nam và hacker Nhâm Hoàng Khang, trưởng FC đã lên tiếng bác bỏ và thừa nhận bản thân mới là người nhắn tin cho Nhâm Hoàng Khang. Sau loạt ồn ào không đáng có, chỗ ở mới và tình hình hiện tại của Hồ Văn Cường đang là đề tài thu hút sự quan tâm đông đảo của mọi người. Ngoài ra, người hâm mộ Hồ Văn Cường cũng bức xúc những phát ngôn của Long Nhật, mượn danh Ngọc Sơn để mắng Hồ Văn Cường bất hiếu. Một người hâm mộ chia sẻ: "Ca sĩ Long Nhật chủ yếu rất mũi cộng đồng mạng để tẩy chay Cường." lên bài trên facebook thì nói muốn giải oan cho phi nhung và giúp hồ văn cường giúp đâu không thấy mà thấy toàn trời mũi dìu vào cường miệng thì a di đà phật mà cái tâm sống rắn độc bây giờ bé cường nó đang bị trầm cảm rồi để cho em nó yên tĩnh một chút không được long nhật nói muốn phi nhung ra đi thanh thản mà lên youtube lôi phi nhung lên hoài ngọc sơn vạch mặt long nhật làm rõ phát ngôn rất giận hồ văn cường vì chưa làm tròn chữ hiếu những ngày qua Thông tin về Hồ Văn Cường sau khi ca sĩ mẹ nuôi qua đời nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thời điểm này, Long Nhật liên tục có những buổi livestream để bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc. Mới đây, Long Nhật gây chú ý khi tiết lộ danh ca Ngọc Sơn đang rất giận vì Hồ Văn Cường chưa làm tròn chữ hiếu. Vào thời điểm phát ngôn của Ngọc Sơn qua lời kể của Long Nhật được chia sẻ trên mạng xã hội và gây tranh cãi, phía Nam ca sĩ đã có những phản hồi chính thức vào tối 16 tháng 10. Ngọc Sơn khẳng định những từ ngữ như giận ghét không bao giờ có từ cửa miệng của anh nam ca sĩ nói thêm cả cuộc đời này để dành báo hiếu tập thể thao rèn luyện nhiều ngoại ngữ những tinh hoa của thế giới sáng tác và cống hiến hết mình không có thời gian và không dám liên quan dính líu đến chuyện khác danh ca ngọc sơn mong mọi người bình tĩnh trước những thông tin không đúng anh nhắn nhủ khi nào chính miệng ngọc sơn nói ra và tuyên bố thì mới là chính xác kính mong những yêu thương bình luận ôn hòa không đả kích bất kỳ một ai Phía Ngọc Sơn cũng khẳng định thông tin ca sĩ Long Nhật chia sẻ là hoàn toàn không đúng, có thể gây hiểu lầm trong dư luận, ảnh hưởng đến tên tuổi của Ngọc Sơn. Người đại diện của giọng ca đêm cuối nói thêm, anh Sơn không hề giận, ghét Hồ Văn Cường như thông tin đăng tải. Những gì chưa được kiểm chứng hay chưa được xác thực từ phía Ngọc Sơn đều là những thông tin không chính xác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận về cảm nhận của mình và đừng quên ấn like. Share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.